Hi nha, chào người nha, chào mừng các bạn quay trở lại channel của mình là Từ Từ Đường Phố đây. Chào mừng mọi người, anh em rất thoải mái và thư giãn xem clip của mình. Anh em đừng quên like và share thêm nhé, đăng ký kênh, đăng ký bên góc trái màn hình này. Mình đăng ký kênh và chuông thông báo lên những video mới nhất của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Trước khi bắt đầu video hôm nay thì chúng em xem video vui vẻ nha. Ở cái video hôm nay thì mình sẽ làm một cái video về tổng hợp tất cả các skin ulti của các pet nha mọi người nha. Ok, có thể đây sẽ là phần 1, nếu được anh em ủng hộ nhiều thì đây sẽ là phần 1 và mình sẽ có cái phần 2 ở cái lượt GF sắp tới nếu như cái video này được anh em ủng hộ nhiều. Bằng cách đó là gì đó thì like share gì đó để anh em like share nhiều đúng không mình. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video dài được khoảng 10 đến 10 hơn 10 phút nhá. Về các ulti của các pet, mình sẽ bắt đầu từ trên xuống dưới luôn. Từ các thứ ở à quanh hà đây, mình sẽ đi xuống dần. Anh em xem thấy con pet nào ulti đẹp thì comment dưới video nhá. Giờ thì chúng ta không giảm bớt dài dòng lại anh em, chúng ta sẽ bắt đầu đến với White Kyurem bá cộng hưởng đầu tiên nha mọi người nhá. Bắt đầu thôi.
Ok, phần 1 hôm nay kết thúc tại đây nha. Hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo. Anh em thấy con Pokemon nào có quả ung tị đẹp nhất hãy comment dưới video, và mình có làm thiếu Pokemon nào anh em comment để mình có thể phần 2 nha. Và nếu cái video này ủng hộ thì phần 2 sẽ sớm được ra mắt hơn. Anh em hãy like và share đi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo. Chúc anh em xem video vui vẻ. Cảm ơn đã xem hết video của mình. Bye bye.